Thưa quý vị, như trong chương trình hôm 15 tháng 8, chúng tôi đã đề cập đến những khó khăn trong hợp thửa, hợp khối để chấm dứt tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo sau mỗi lần cải tạo, mở rộng đường tại Hà Nội. Vậy đâu là hướng đi cho vấn đề này và sẽ có những giải pháp nào để chấm dứt tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo sao cho vừa đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh động chạm đến quyền lợi của người dân? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Cứ sau mỗi lần cải tạo và mở rộng đường tại Hà Nội thì tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo lại liên tục tái diễn mà không có cách nào có thể giải quyết dứt điểm. Trong nhiều năm qua, đã nhiều ý kiến cho rằng hướng đi tối ưu để xóa bỏ tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo là khuyến khích người dân tự hợp thửa hợp khối, nếu không sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất. Tuy nhiên điều này cũng gặp rất nhiều ý kiến trái chiều. Đối với trường hợp mà nhà dưới 4 mét thì yêu cầu cái việc hợp thửa hợp khối là bắt buộc, nếu mà gia đình mà không làm còn không có điều kiện để thực hiện thì cơ quan nhà nước sẽ tiến hành các cái bước để từng bước là thu hồi để sử dụng vào cái mục đích công cộng. Hiện nay luật pháp là chưa có cơ sở, chưa tạo dựng một cái cơ sở nhất định để chúng ta làm cái việc hợp thửa hợp khối những cái nhà siêu mỏng siêu méo mà trên cơ sở nhà nước thu hồi đất. Bởi vì sự thực mà nói là hiến pháp năm 2013 cũng như luật đất đai 2013 đều đưa ra tiêu chí nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Riêng cái tiêu chí đó thì đã thấy rằng chúng ta không có cái cơ sở để thu hồi đất. Như vậy là ngay cả chủ trương thu hồi đất để chấm dứt tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo cũng đang có rất nhiều những ý kiến trái chiều. Trên thực tế, việc vận động người dân tự hợp thửa hợp khối ở những mảnh đất dưới 15m² là rất khó, khi đã có nhiều trường hợp chủ nhà đưa ra mức giá trên trời vượt quá khả năng chi trả của người muốn hợp thửa. Còn với trường hợp các hộ dân tự nguyện hợp thửa hợp khối để chung sở hữu trên một mảnh đất cũng là điều bất khả thi vì một lý do. Đối với việc sở hữu chung ấy thì cũng sẽ rất là khó, bởi vì nếu mà hai cái đấy mà hợp thửa hợp khối vào với nhau mà sở hữu chung của hai hộ gia đình ấy thì cái việc phân định cái diện tích cũng sẽ rất là căng thẳng và có thể phát sinh những cái tranh chấp sau này. Kể từ khi quyết định số 15/2011 của thành phố Hà Nội được ban hành năm 2011, những diện tích dưới 15m² nếu có sổ đỏ thì người dân được quyền chuyển nhượng, giao dịch dân sự và nhà nước sẽ công nhận quyền hợp pháp. Trong trường hợp việc chuyển nhượng bất thành, nhà nước sẽ thu hồi và đền bù theo chính sách. Tuy nhiên, cách làm này cũng bộc lộ những khó khăn trong việc thực hiện, bởi việc thu hồi đòi hỏi kinh phí rất lớn để giải phóng mặt bằng và bố trí quỹ nhà tái định cư. Thêm vào đó, việc thỏa thuận hợp thửa hợp khối với công trình liền kề vô cùng khó khăn, phức tạp và có khả năng sẽ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện về sau. Vậy đâu sẽ là giải pháp căn cơ để thuận lợi hóa việc hợp thửa hợp khối cũng như ngăn chặn tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo trên những tuyến đường của thủ đô? Hợp thửa hợp khối như hiện nay thì khó có thể luật hóa. Thành ra lúc này tôi cho rằng duy nhất cách làm là chúng ta sửa luật, chấp nhận một cái cách thức vừa mở đường vừa quy hoạch hai bên đường, gọi là góp đất và điều chỉnh lại đất đai, để chúng ta áp dụng từ nay trở đi, từ khi sửa luật trở đi. Thế còn trở về trước, chúng ta vẫn cứ phải động viên trên nguyên tắc là nhà nước không làm thì nhà nước không cấp giấy chứng nhận, không làm thì nhà nước không cấp phép xây dựng. Và tự người dân thấy đến một lúc nào đó cứ để đất như vậy thì nó lãng phí. Đó là ý kiến của chuyên gia, nhưng việc sửa luật xưa nay không phải là chuyện dễ dàng và khó có thể triển khai được trong một sớm một chiều. Và xem ra, với những khó khăn trong việc để người dân tự hợp thửa hợp khối và những bất cập trong việc quy hoạch hai bên tuyến đường của Hà Nội hiện nay, thì câu chuyện nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn sẽ là đặc sản của thủ đô sau mỗi lần cải tạo và mở rộng đường.